chào quý vị nha. Bây giờ anh em chúng mình đi tắm suối các bạn nhé. Suối này bị ngập rồi các bạn ơi. Mọi người đừng quên nhớ xem hết video của bọn mình nha. Hôm nay mình sẽ tắm suối trở lại thời thơ ấu của ngày xưa. Đấy các bạn. Sorry, không phải vậy mày, bạt đất này. Đấy các bạn, chỗ này này. Đây các bạn ơi, đây, thôi từ đây luôn này. Rất là đẹp. Hồ hả? Vẫn là màu. Đây các bạn. Cái kia thơm. Out of the okay, we are out of the này không tắm được mọi người, nước bẩn quá, quá bẩn, tắm là nó ngứa người luôn. Mình phải có nước sạch mình mới tắm lại mới được. Nước này mình tắm mà nó dính bùn trong người luôn. To. Đây các bạn ơi. Các bạn làm sâu riêng các bạn để ý này. Đây là khi sâu đục thân nó đục. Đây này chắc chắn 100% nó sẽ chết mọi người ơi. Không cứu được rồi. Đưa đây hả? Không cứu được. Nó chết nó ăn hết lõi rồi mình còn chết lõi. Về. Trong khoan nó hơn chứ. Mà hơi cần. Sắp đầy chưa? Sắp đầy chưa? Đây đã. Đây rồi thì thôi. Hôm nay mình sẽ cho xe cày uống Pepsi các bạn ạ. Đấy, rồi ok. 1, 2, 3, bắt đầu, ai thua long bốc. Chưa gì mà các bạn ạ, ai thấy. Đây các bạn, cướp cả ban ngày ban mặt này. Nhìn mặt nó là biết. Thì tự nhiên nó cướp ban ngày ban mặt. Nó không thấy người ta cũng không thấy nó. Vậy mô mô